Bây giờ mình sẽ reaction cái video của bạn các bạn nha. Rồi mình sẽ xem cùng với nhau. Hi, hello, nice to meet you. Nice to meet you too. Đó, rồi nghe thấy gì chưa? Hello, nice to meet you. Tới này Thư nói ổn. Qua tới bà Thi. Nice to meet you too. Ok, bây giờ Thi làm lại nha. Nice to meet you too. Nhẹ nhàng lại chứ nice to meet you too. What's your name? Này thơ là ổn. My name is Thi. Đó. My name is Thi, nhẹ nhàng lại chứ my name is Thi là không được rồi. How do you spell your name? How do you spell your name? À, bạn Thư có nhấn nhá được không? S-E-T-H. Rồi, it's E-T chứ không phải là tuy, được rồi. T-T-H-I. How old are you? I am 22. 22 tuổi mới là 22. Làm lại nè. 22. Where are you from? I am Bình Dương. I am from. Chứ from là sao? From. I'm from Tiền Giang. Where do you live? I live in Tân Bình District. I live in. Nếu được thì nói qua là I live in Tân Bình. Ok, này không sai. District. District. What is your address? What is your address? Chỗ này Thư cũng nên what's your thôi, còn đừng what is quá nha. 128. 128 chứ không phải là 128. 128. Quỷ xuống word 4. Word 4. Chứ word 4 là tiêu rồi. Word 4. Tân Bình District. What is your phone number? My phone number. My phone number. Chứ phone number là tiêu rồi. Phone. Phone number. Number. Nắm. Number. Phone number. OG 8 6 2 4 3 7 6 6. What is your email address? minthi@bsc.com. What do you do? I am a orphan. Worker. When is your birthday? My birthday is on 3rd February. Okay. Không biết nữa. Cái gì vậy? February hả? Tháng 2 hả? Third, ngày 3 tháng 2 hả? Third. February. Okay. Do you have a nickname? No, I don't. Okay. How many siblings do you have? I have one brother. One brother? Chứ phải one brother là tiêu rồi. One brother. Are you married? No, I am not. Okay. Do you have a boyfriend? No, I don't. What food do you like to eat? Fried chicken. Fried chicken like fried chicken. Okay. What color do you like? Yellow, blue. Okay. Where do you often go on the weekends? I often go weekend, nha Thư. To the movie. What are your hobbies? I hobby listen. My hobbies. To music. What is your favorite actor? Who's your favorite actor? Trấn Thành, favorite actor. Do you play sports? No, I don't. No, I don't. Chứ đông là tiêu rồi. No, I don't. No, I don't. Can you cook? Yes, I can. Okay. See you. Goodbye.
chung như thế này. Bé Thi, hiện tại cái bài này rất là tốt đối với em so với ngày đầu tiên. Đối với cái ngày đầu tiên em làm được như thế này rất là tốt rồi. Nói như vậy thật ra người ta cũng cố gắng nghe sẽ hiểu chứ không đến nỗi. Nhưng cái điều cô muốn là em sẽ chú ý hơn khi mà em nói cái gì đó nó không phải là tiếng Việt nha. Cho nên là chỉnh những cái chỗ mà cô nói. Còn Thư thì ok, thì em sẽ học theo Thư là đúng rồi đó. Được chưa? Rồi, thì rất là tốt luôn. Cảm ơn em nha.